Dạ hello, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng Di động Thành Phú nha. Sáng hôm nay thì em cũng còn một ở tại cửa hàng em một số mặt hàng, em cũng lên báo giá cho mọi người cũng như là một số mặt hàng bên em vừa về nha. Đầu tiên em xin nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em. Bên em là cửa hàng Thành Phú, chuyên điện thoại giá rẻ và linh phụ kiện. Facebook bên em thì sử dụng bằng trang fanpage tên là Di động Thành Phú nha. Số điện thoại liên hệ mua hàng bên em đó là 0971 172 105. Chế độ bảo hành hàng hóa bên em thì sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng nếu máy lỗi từ nhà sản xuất. Phần mềm thì bên em sẽ bảo hành là trọn đời máy và bên em có gửi hàng toàn quốc với 40.000 tiền phí vận chuyển nha. Và ở đây để tránh những cái trường hợp bom hàng cũng như một số cửa hàng cạnh tranh không lành mạnh ấy, thì bên em sẽ nhận cọc trước đó là 50.000 hoặc 100.000, sau đó bên em sẽ gửi hàng đi nha. Bên em nhận cọc thì qua nhiều hình thức như là qua chuyển khoản ngân hàng cũng được, qua thẻ cào Viettel đều được nha. Quý khách hàng có thể xem và chọn là những dòng máy bên cửa hàng bên em bằng cách bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới hoặc là theo dõi trên nền tảng Facebook. Bên em sẽ lên những video hàng ngày để có thể là báo giá cũng như là báo tình trạng máy cho mọi người luôn nha. Ngày hôm nay thì cũng là một cái dòng khá là hot, thì dòng Oppo A55 thì hàng mới bên em đã về rồi nha mọi người nha. A55s bên em đó là hàng mới nguyên siêu full box luôn. Hàng này thì mọi người mua hàng có thể chọn là hầm hai hình thức, một là có thể yêu cầu bên em kích hoạt khui ra kích hoạt cập nhật Android, cập nhật ứng dụng cho mọi người, hoặc mình về mình tự bóc siêu và mình tự kích hoạt nha, tại vì đây là hàng mới hoàn toàn. Dòng này thì giống như ở đây thì em đã kích hoạt sẵn một con để có thể giới thiệu cho khách hàng đây, ví dụ như em đã bóc siêu ra em kích hoạt sẵn, về trực tiếp kích hoạt sẵn hay mọi người về tự kích hoạt thì cũng giống nhau thôi. Bên em kích hoạt thì vẫn sẽ là hoàn toàn miễn phí nha. Bên trong sẽ gồm có một chiếc ốp lưng này, một que lấy sim này, dụng cụ này thì cái phụ kiện này thì bên hãng người ta sẽ tặng. Bên trong nó sẽ không có tai nghe hay là sạc cáp gì đâu nha, bên em sẽ tặng rời cho mọi người một bộ sạc nha. Đấy, ở đây thì Oppo A55 này sẽ có bảng màu xanh và bảng màu đen, đó là hai cái mã màu của nó nha. A55 thì mọi người biết là bên em về rất là nhiều rồi, hàng này thì bên em sẽ bảo hành cho mọi người là một năm, cho nên là quý khách hàng cứ yên tâm mà sử dụng thôi, tại vì đây là hàng mới mà mình không có cần lo về cái vấn đề bảo hành hay gì. Hàng này là bao thả nước luôn nha mọi người nha, bao chống nước luôn, nó là chuẩn kháng nước luôn nha mọi người nha. Đấy, đây là hai mã màu của nó, mã màu xanh cũng như là mã màu đen. Thì Oppo A55s bên em hiện tại nó chỉ mất giá là 3,1 triệu thôi. 3,1 triệu thì mọi người đã được tặng, được bên em tặng kèm đó là một chiếc ốp lưng rồi nha, ý là một bộ sạc rồi nha mọi người nha. Màu đen nhám nè và màu xanh nè, màu xanh nó là màu bóng nha, màu đen thì nó sẽ làm màu nhám cho mình khá là đẹp. Dòng này thì nó là mới hoàn toàn, thì bên em khi khui ra bóc siêu thì bên em sẽ dán sẵn một cái tấm nền BBF cho mọi người luôn. Đây là một cái tấm nền bên em dán sẵn nha. Dòng này thì cấu hình của nó cũng khá là ok, tại vì nó chỉ có mỗi tội là cái bộ nhớ nó hơi thấp thôi, bộ nhớ nó chỉ có 64GB thôi, nhưng mà con chip của nó cũng khá là cao, chip Snapdragon 480. Màn hình của nó độ rộng sẽ là 6.5 inch nha mọi người nha, 6.5 inch. Pin của nó sẽ được là 5000 nha, pin 5000. Thiết kế bo tròn rất là đẹp nha. Oppo A55s cho mọi người nha. Và dòng này á, nó cũng được một cái lợi nữa mọi người, tức là cái dòng này nó sẽ sử dụng cho mình là hai sim, một eSIM và một micro sim, hoặc ví dụ như mình không có sử dụng eSIM á, mình thì sẽ sử dụng bằng sim vật lý luôn. Tức là mình nói như thế này thì nó dễ hơn, tức là ở đây chúng ta sẽ có một cái khay sim của nó, thì nó sẽ gồm có sim 1, khay sim 2. Nếu như mọi người không thích sử dụng sim vật lý thì mình có thể sử dụng eSIM luôn, tại vì cái dòng này nó tích hợp cho mình eSIM luôn nha mọi người nha. Đây chúng ta sẽ vào thử nha, như thế này nè. Đấy. Ví dụ như sim 2 mình có thể sử dụng với sim bình thường, hoặc nếu mà mình không thích sử dụng sim bình thường mình sử dụng eSIM, mình bỏ eSIM vào để khai sim 2 mình bỏ thẻ nhớ nha mọi người. Đấy, cái dòng này thì em thấy nó rất là tiện ở cái chỗ này, tức là vừa eSIM vừa micro sim luôn. Mình không sử dụng eSIM thì mình sử dụng micro sim hai sim, còn nếu mà mình không có sử dụng micro sim thì mình sử dụng eSIM, nó rất là tiện lợi ở cái chỗ này nha. Pin thì pin 5000, nói chung con những con này nó có nhiều cái chế độ như là siêu tiết kiệm pin, nó sẽ tích hợp sẵn khi mình hoạt động máy luôn, cho nên là khi mình hoạt động là mình không có cần bật cái chế độ như là siêu tiết kiệm pin gì hết, tại vì nó dòng này nó đã tích hợp sẵn vào rồi nha. Pin thì được 5000, nói chung là con này nếu mà sử dụng bao thoải mái trong một ngày luôn nha mọi người nha, bao là thoải mái trong một ngày luôn. RAM thì sẽ là RAM 4GB và bộ nhớ của nó sẽ là 64GB. Những con này thì khi gửi đi thì bên em sẽ cập nhật lên sẵn Android 12 cho mọi người luôn nha. Oppo A55s 5G nha mọi người nha. Camera thì cũng rất là đẹp nha, camera dòng này cũng rất là đẹp nha mọi người nha. Chúng ta sẽ vào luôn camera nè. Đấy, mọi người thấy khá là sáng và đẹp nha. Và đây sẽ là mức camera trước, rất là đẹp, chế độ làm đẹp nó sẽ tích hợp sẵn vào luôn. Chỉ có mức giá là 3,1 triệu thôi, mọi người sẽ được bảo hành 1 năm nha mọi người nha. Đấy.
thoải mái mà sử dụng luôn. Nói chung là dòng này bao thả nước bao đồ là thoải mái sử dụng luôn, mọi người có thể là sử dụng thoải mái không có cần lo lắng gì hết mọi người, chỉ việc sử dụng thôi, còn bảo hành thì bên em lo hết rồi nha. Đừng có làm rơi vỡ này kia nọ thôi, đừng làm rơi vỡ cháy nổ này kia nọ thôi, chứ còn lại là bên em bảo hành hết, cứ yên tâm mà sử dụng nha. Tiếp đến ở đây thì em sẽ có được một cây iPad M1 cho mọi người nha. Đây là một cây bản wifi 4G luôn, 16GB nha mọi người nha. Ở đây thì em chỉ còn có một máy thôi, cây này thì em thanh lý giảm giá thêm cho mọi người, thêm chỉ còn có mức giá là 2,1 triệu thôi nha mọi người nha. 2,1 triệu cho một cây này, 2,1 triệu mọi người vẫn sẽ được tặng kèm một chiếc bao da nè. Bao da bên em sẽ là bao da xoay nha. Đấy, bao da này thì mình có thể dựng máy ở bất kỳ cái vị trí nào cũng được. Ngoài bao da thì sẽ có thêm bộ sạc cáp nữa nha. Ở đây thì em thanh lý về mức giá là 2,1 triệu cho con này thôi. Đấy, chỉ còn có đúng một máy duy nhất thôi. Dòng này thì hiện tại bây giờ những cái tác vụ như là Zalo, Facebook, YouTube này kia nọ nó vẫn hoạt động ok hết. Phiên bản iOS của nó vẫn còn khá là cao, 12.5 nha mọi người nha. Mình sử dụng YouTube là bằng phần mềm luôn chứ không có sử dụng bằng trình duyệt web nha. Nói chung là không có sử dụng trình duyệt web giống như những cái dòng như là iPad 4 hay iPad 3 này kia nọ đấy. Dòng này đặc biệt máy bên em thì sẽ không dính bất kỳ một cái tài khoản nào hết. Mình về mình chỉ việc tạo tài khoản iCloud mình bỏ vào thôi. Hoặc là nếu như mình không có tài khoản, mình không cần bỏ tài khoản luôn, tại vì ở đây em đã tải sẵn tất cả những cái chương trình cần thiết rồi, như hát karaoke, Google rồi Zalo, Facebook này kia nọ thì em cài sẵn hết luôn rồi nha. M1 thì bây giờ nó là mức giá rất là hợp lý và bên em đang thanh lý chỉ có 2,1 triệu thôi. Và mọi người sẽ được hưởng được máy nè, sẽ hưởng được bao da và kèm theo đó nữa là một bộ sạc cáp rồi nha. Nó sẽ phóng màn hình nó lên ha. Đấy. Dòng này là hát karaoke là vô tư luôn nha mọi người nha. Ngoài ra thì mình sẽ thực hiện những cuộc gọi video call bằng ứng dụng như là Zalo, Facebook nè. Và mức camera của nó mà thực hiện video call thì cũng khá là ok. Đây là cái mức camera của nó nha, rất là rõ nha mọi người nha. Mức này thì mình thực hiện video call được khá là ok luôn. Pin của dòng này thì nó khá là cao, pin nó được 8600 và hiện tại pin của những cái cây máy cũ như thế này nè thì bên em đang bao cho mọi người sẽ là trên 83%. Nói chung là con này đẹp gần như là 99 luôn nha. Bản wifi 4G tức là những cái chỗ mà không có wifi mình có thể bỏ sim vào để mình sử dụng 4G nha. Ngoài ra thì bên em sẽ có cái bao da này. Bao da này thì nó sẽ bảo vệ cho mình đó là cả mặt trước và mặt sau rồi. Đấy, bao da thì nó sẽ là bao da nắp gập như thế này. Thở táo ra, rất là đẹp nha mọi người nha, rất là đẹp luôn. Đấy, với mức giá chỉ có 2,1 triệu thôi. Đặc biệt thì tất cả các đơn hàng bên em á, nếu như quý khách hàng tin tưởng mà chuyển khoản trước thì hoàn toàn á, tức là chuyển khoản 100% thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển nha. Coi này thì em bao tất tần tật hết nha, vẫn chế độ bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng nha mọi người nha. iPad M1 ha. Dòng này thì màn hình của nó cũng khá là to, 9.7 inch. Nói chung là phục vụ giải trí thì full luôn. Hoặc là mình mua về cho con em của mình học online á, học những cái chương trình như tập đọc tiếng Anh hay là học nhóm, học gì vậy, học trên Zalo này kia nọ thì nó đều có thể tác, đều có thể hoạt động được hết nha mọi người nha. Tiếp đến thì mình sẽ có được cái dòng Samsung S10e. S10e thì bên em lại về thêm được một lô S10e nữa. Tại vì dòng này lô trước nó rất là ít mọi người, nhưng mà thực chất là lô này nó cũng không có nhiều đâu. Giá chỉ có về được khoảng tầm chưa được mười mấy mọi người, nhưng mà so với máy đẹp mà zin ấy thì nó chưa được mười mấy nha. Đấy, còn những cái máy mà trầy xước cứng góp móc móp này kia nọ hoặc là pin kém này kia nọ thì dòng nó thì nhiều, dòng nó thì mình nhập lúc nào cũng có, nhưng mà chỉ có những cái con zin đẹp như thế này thì rất là ít nè. Đấy, nói chung là nó vẫn sẽ có những cái điểm trầy xước nhất định, tại vì đây là hàng đã qua sử dụng chứ không phải hàng mới hoàn toàn, cho nên là mình không có thể yêu cầu nó đẹp như mới được. Nhưng mà ở đây em sẽ bao cho mọi người là men zin, màng zin hết. Đấy, màng là đặc biệt là không lưu không ám nha. Mức giá hiện tại bên em thì nó sẽ còn có 3,1 triệu thôi, tức là nó sẽ rẻ hơn cái lô trước lên đến 100.000 nha. Đấy, tình trạng máy thì sẽ đều là như nhau hết, Samsung S10e. Dòng này thì quý khách hàng có thể là tham khảo cấu hình thêm ở trên nền tảng Google. Bản bên em thì nó sẽ là bản 2 SIM nha. Bản bên em thì đây là bản 2 SIM. Đấy. Màn hình của nó là công nghệ là Dynamic AMOLED. Độ rộng sẽ là 5.8 inch. Độ phân giải của nó sẽ là Full HD cộng nha. Android thì bên em cũng sẽ cập nhật sẵn cho mọi người luôn. Nói chung là khi mà những dòng này về bên em sẽ làm sẵn tất tần tật cho mọi người hết nha. Đấy. Nó sử dụng là 2 SIM. Bản bên em nó sẽ là bản quốc tế 2 SIM chip Exynos 9820 nha. Pin dòng này thì nó sẽ được là 3.100 nha mọi người nha. Pin dòng này sẽ được là 3.100 nè. Bản Android thì ở đây thì mình sẽ cập nhật sẵn những cái hệ điều hành mà mới nhất hoặc là tương thích nhất cho những cái dòng của những con này nha mọi người nha. Đấy. Cập nhật phần mềm nè. Ví dụ như ở đây mình sẽ cập nhật, mình bấm vào cập nhật, nó sẽ tải cho mình cái bản mà gọi là nó phù hợp nhất cho cái đời S10e. Đấy. Giống như là con này nè, phần mềm của bạn đã được cập nhật. Đấy. Còn những con này đa số là tụi em sẽ cập nhật sẵn nha.
RAM của nó thì nó sẽ những bản này á, thì nó sẽ là RAM 6GB và bộ nhớ sẽ là 128GB. Màn hình thì nó chỉ có là 5.8 thôi, nhưng màn hình này khá là ok, nói chung là 5.8 thì nằm ở cái mức là vừa cầm thôi, không quá to cũng không quá nhỏ nha. Cái thanh màu đen này là cái tác vụ màn hình cong nha, tại vì coi đợt vừa rồi có nhiều khách hàng mua hàng tưởng là có màn hình nó bị đốm, nhưng mà thực chất không phải nha. Cái thanh màu đen này là cái tác vụ màn hình cong nè, mọi người sẽ chạm vào đó và vuốt ra thì mình sẽ thấy được cái tác vụ của nó nha. Cái tác vụ này nó nằm ở trên những cái dòng S và dòng Note rất là nhiều, và cái tác vụ này thì em thấy nó cũng khá là hay đấy. Mình để ở đây thì mình thấy nó khá là tiện cho mình, ở trong bất kỳ một cái tab nào mình có thể chọn được những cái tác vụ mà mình muốn sử dụng thêm đấy. Còn nếu mà không thích thì cái này mình vẫn có thể tắt được nha. Còn về camera dòng này thì khá là nét rồi, em bao rất là nét rồi. Đây camera sau này quay phim nè, đấy quay phim chụp ảnh rất là đẹp nha. Còn đây sẽ là camera trước nha, rất là rõ nét. Nói chung là cái dòng S10e thì em thấy là về hoàn toàn diện của nó thì nó rất là ok luôn, từ cấu hình cho đến là màn hình và cái độ phân giải của nó. Cái điểm trừ duy nhất của dòng này á, là pin của nó hơi thấp, nhưng mà bù lại thì màn hình của nó nhỏ thì cái độ tiêu tốn năng lượng của nó cũng không không đáng kể đâu mọi người. Màn hình 5.8 mà chia cho pin 3.100 thì nó vẫn ok, nhưng mà bù lại nó sẽ có sạc nhanh cho mình sử dụng hết pin mình sạc khoảng tầm 30 phút là sử dụng thoải mái luôn, 30 phút là nó sẽ trên 50% rồi đấy. Với mức giá chỉ có 3.1 triệu thôi, Samsung S10e nha. Tiếp đến nữa thì ở đây em còn được một cây iPhone SE 2020. Đây là một cây máy có xước một tí nha mọi người nha. Đây, mọi người sẽ thấy cái điểm trị xước của nó có một tí tia. Đấy, có một tí tia ở cái vành bên ngoài của cái cam thôi, có một tí tia thôi. Cây này thì em bán ra đầy đủ phụ kiện thì với mức giá sẽ là 3.1 triệu. Thực chất cái điểm trầy xước này nó không đáng kể mọi người, thì vì khi mình về đằng nào mình cũng bỏ lưng vào thì mình sẽ không thấy được cái điểm trầy xước này đâu, em dám chắc cú là như vậy. Đấy, bên em sẽ tặng kèm ốp lưng luôn nha, tặng kèm ốp lưng, tặng kèm sạc. Con này thì màn hình rất là đẹp, nhưng mình soi dưới ánh đèn luôn này mình sẽ không thấy được điểm trầy xước của nó luôn á. Đấy, nó gần như là không có điểm trầy xước luôn nha, khung xương đẹp cực kỳ luôn. Chỉ có mỗi điểm trừ duy nhất là chỗ này nó bị xước một tí ở cái vành bên ngoài của cái lớp vỏ camera thôi, chứ không chưa đụng đến cái kính nữa, chưa đụng đến đến cái kính của camera nữa nha mọi người nha. Đấy, thanh lý về 3.1 triệu. Những bản này để sử dụng hai sim cấu hình ngang ngửa iPhone 11 Pro Max nha. iPhone SE2. SE2 thì bên em về rất là nhiều đợt vừa rồi, nhưng mà đợt này thì nó gần như là không có hàng đẹp nữa mọi người. Hàng xinh đẹp thì đợt này thì nó gần như không có nữa nha. Đấy, pin con này sẽ được là 86% nha. Nói chung là em chỉ còn có một máy thôi, vân tay vân đồ là đầy đủ rồi ha. Phiên bản iOS nó đang chạy sẽ là iOS 16.6 bản Mỹ nha, 64GB máy quốc tế chuẩn luôn, với mức giá chỉ có 3.1 triệu thôi, tặng đầy đủ phụ kiện nha. Và cũng là một dòng máy giá rẻ nữa thì bên em đã về tiếp được cái hàng iPhone 7 Plus bản 128GB rồi đây mọi người. 7 Plus 128GB thì đợt vừa rồi bên em đã tạm hết hàng khoảng tầm hơn một tuần, nhưng mà đến tuần này thì nó đã về tiếp được các bạn 7 Plus 128GB. Đấy, iPhone 7 Plus nha, bản 128GB, máy zin đẹp luôn. Dòng này thì bên em bán ra tặng đầy đủ phụ kiện như là ốp lưng, rồi một tấm cường lực và kèm theo đó là một bộ sạc nha. Máy là máy zin đẹp hết, màn hình của nó mọi người thấy là gần như là không có điểm trầy xước luôn. Khung xương đồ này kia là đẹp hết nha. Đấy, khung xương đồ này kia là đẹp hết. Dòng này thì bên em đang bán ra thì chỉ với mức giá chỉ có 3 triệu mốt thôi. 3 triệu mốt là đã gồm có phụ kiện luôn rồi nha mọi người nha. 3 triệu mốt là đã gồm có phụ kiện luôn rồi. Mức giá đợt này thì nó cũng khá là rẻ hơn đợt trước. Nói chung là bên em về thì tùy vào lô, có lô giá rẻ thì bên em sẽ bán ra giá rẻ, có lô giá nó cao thì bên em sẽ bán ra giá cao, nó cũng tùy thuộc vào cái số lượng hàng về và tùy thuộc vào cái tiền thuế hải quan. Đấy. Tất tần tật tất cả các chức năng em bao full hết nha mọi người nha. Nói chung là em sẽ bao cho mọi người là tất tần tật tất cả các chức năng luôn nha. Đấy. Bản thì sẽ là bản 128GB máy quốc tế chuẩn nha, full chức năng. Em sẽ bao cho mọi người là main zin màn zin hết nha. Camera dòng này thì cũng khá là ok, nói chung là khá là đẹp. Đây là camera trước nha, đây sẽ là camera sau. Dòng này về chơi game chơi đồ là cũng rất là mượt mà nha mọi người nha, chơi game chơi đồ là khá là mượt mà luôn cho cái dòng iPhone 7 Plus nha. Bộ nhớ thì khỏi chê rồi, 128GB. Trên nền tảng iOS đó thì nó sẽ không có bung bộ nhớ giống như là Android. Android thì những cái ứng dụng nó sẽ hay bị bung bộ nhớ, tức là nó sẽ lưu trữ. Nhưng mà iOS thì thực chất nó vẫn có, nhưng mà số lượng nó rất là ít thôi. Đấy. Cho nên là 128GB mình sử dụng là vô tư luôn nha mọi người nha. Chỉ có 3 triệu mốt thôi, máy đẹp keng chính chính nha mọi người nha. Cường lực thì bên em sẽ dán sẵn luôn, giống như như con này thì bên em đã dán sẵn cường lực luôn nha. Đầy đủ phụ kiện, chỉ với mức giá của nó chỉ có 3 triệu mốt thôi cho 7 Plus bản 128GB.
Ngoài ra thì 7 Plus em sẽ có thêm những cái hàng như là trầy xước nhẹ nhẹ thì nó sẽ thấp hơn từ 100 cho đến 150 ngàn nha. Tiếp đến thì 8 Plus, 8 Plus thì về đợt này gõ chê rồi, về đợt này thì máy đẹp keng hết. Đấy, 8 Plus pin được thay mới luôn. 8 Plus thì bên em đã về đợt này nó toàn là màu vàng gold hết. Được gần 20 máy nha mọi người nha, gần 20 máy xinh đẹp, pin thay mới. Pin này thì chính bên em thay nha mọi người nha. Pin là pin mình thay mới hết. Đấy. Tình trạng này. Pin thì ở đây thì tất tần tật bên em đều thay mới hết, và pin này là pin zin bốc máy thì sẽ bao cho mình là trên 87%, tức là pin zin bốc máy sẽ bao cho mọi người là trên 87% chứ không phải là thay pin mới 100% nha. Có con thì sẽ lên đến 100%, có con sẽ là trên 87. Nói chung là em sẽ bao từ 87 cho đến là 100% đấy. Pin là pin thay mới, pin là pin zin bốc máy nha mọi người nha, pin zin bốc máy. Đấy. Cho mọi người yên tâm về chất lượng pin luôn. Máy là máy đẹp keng 99 nha mọi người nha, đẹp keng 99 luôn. Đấy. iPhone 8 Plus và đặc biệt bản này sẽ là bản 256GB nha mọi người nha, 256GB. Em hàng đẹp keng hết. Phụ kiện tặng kèm theo gồm có một bộ sạc cáp ốp lưng và cần lực. Giá lô này thì nó sẽ rẻ hơn lô trước là 100.000, lô trước sẽ là 4.3 triệu, nhưng mà phụ kiện phải là 100.000 nữa thì sẽ là 4.4 triệu. Lô này thì nó có phụ kiện luôn rồi, chỉ có mức giá là 4.3 triệu thôi nha mọi người nha. iPhone 8 Plus bản 256GB. Chỉ có gần 20 máy xinh đẹp thôi, tất tần tật đều là màu vàng gold nha mọi người nha. Tiếp đến thì là dòng S20 FE. S20 FE thì ở đây em chỉ còn có đúng một cây thôi. Đây là một cây mãn màu xanh đen, hàng đẹp keng, gần như là 99 luôn. Con này thì gần như là 99 luôn nha mọi người nha. Đây là Samsung S20 FE. Con này thì bên em thì nó là hàng zin rồi, hàng zin đẹp nha. S20 FE thì sẽ là bản 1 SIM nha. Phiên bản Android của nó mình sẽ cập nhật lên được Android 13 luôn rồi nha. Đấy. S20 FE 5G nha mọi người nha. Dòng này thì RAM của nó thì sẽ là RAM 6GB và bộ nhớ của nó sẽ lên đó là 128GB nha. RAM 6, bộ nhớ 128. Nói chung là tha hồ lưu trữ rồi ha, cấu hình thì khá là mạnh, bản 5G luôn. Thì những dòng này thì hiện tại bên em đang bán ra với giá sẽ là 4.2 triệu và sẽ được tặng đầy đủ phụ kiện cho mọi người nha. S20 FE thì mọi người cũng là biết quá nhiều về cái cấu hình của nó rồi, tại vì dòng này bên em hay lên và cũng như là báo tình trạng máy cũng như là báo giá rất là nhiều cho cái dòng này nha. Màn hình của nó độ rộng sẽ là 6.5 inch nè, công nghệ màn hình của nó sẽ là Super AMOLED đấy. Bản thì sẽ là bản RAM 6GB và bộ nhớ của nó sẽ là 128GB nha mọi người nha. RAM 6, bộ nhớ 128. Pin được 4.500, hỗ trợ sạc nhanh lên là 45W nha. Rất là đẹp, rất là ok luôn, một con S20 FE. Ở đây em chỉ còn có đúng một máy thôi, với mức giá sẽ là 4.2 triệu. S10 thì bên em tiếp tục về được. S10 đợt này thì sẽ không có bản màu xanh, nó sẽ có bản màu trắng cũng như là bản màu đen. Samsung S10 bên em thì nó sẽ là bản 1 SIM, bản Mỹ nha, bản 1 SIM. Tình trạng máy là rơi vào khoảng tầm 98%, với mức giá thanh lý chỉ có 3.600.000 thôi. Samsung S10 nhỏ nha mọi người nha. Đấy. Dòng này thì bên em cũng đã quay riêng từng cái video rồi, cho nên là cũng không có giới thiệu quá nhiều về dòng này, hoặc là nếu như mọi người không xem được những video cũ thì có thể yêu cầu bên em giới thiệu lại một lần nữa nha. Ngoài ra thì những cái dòng iPhone 5S thì đợt này em về khá là nhiều iPhone 5S hàng thanh lý nha. iPhone 5S hiện tại bên em thì nó đang với mức giá chỉ có 700.000 thôi. Lô này thì nó mức giá khá là rẻ, nó sẽ có bản màu bạc cũng như bản màu vàng. Đấy. Lô này đồng loạt thì sẽ được thay camera trước nha mọi người, tất tần tật luôn đều được thay cụm camera trước. Đấy. Thì lô này mới thanh lý về mức giá 700.000. Những con này thì có thể là bao cho mọi người là nghe, gọi, xem phim, nghe nhạc. Nói chung là em bao full chức năng. Còn camera trước thay rồi thì nó có thể là hơi mờ một tí nha. Camera trước thay rồi thì nó sẽ hơi mờ đi một tí. Còn lại em sẽ bao cho mọi người là full chức năng nha. Với mức giá chỉ có 700.000 thôi. Quý khách hàng lấy thêm phụ kiện như là sạc, cáp, này, ốp lưng và cường lực thì hỗ trợ giúp em là 100.000. Còn nếu mà mình lấy máy trần thì ở đây em chỉ hỗ trợ là với mức giá chỉ có 700.000 thôi. Tình trạng máy thì em sẽ bao bên ngoài thì nó khá là đẹp. Nói chung là bên ngoài khá là đẹp nha. Đấy. Bên ngoài thì khá là đẹp. Cụm camera trước tất tần tật, tất cả các con trong lô này đều thay hết nha. Mức giá thanh lý là chỉ có 700.000 thôi. Em bao full chức năng như là nghe, gọi, xem phim, lên mạng hoặc là Facebook này kia nọ thì em sẽ bao hết nha. Đấy. iPhone 5S nha mọi người nha, bản 16GB, máy quốc tế nha. Đặc biệt máy bên em thì không dính bất kỳ tới cái tài khoản nào hết, cho nên quý khách hàng cứ yên tâm về cứ lo lắng dính tài khoản iCloud hay gì thì không có nha. Không dính iCloud. Bản 16GB với mức giá thanh lý là chỉ có mức giá là 700.000 một máy thôi. Ngoài ra những cái dòng thanh lý như là ở đây thì em có thêm được cái hàng
Samsung A90 này, A90 bên em hiện tại nó chỉ có 2,8 triệu thôi. Những con này là nó hàng trầy xước nha mọi người nha. Cho mọi người thấy là những hàng này là hàng trầy xước nè. Đấy. Cứng góc nhẹ nhẹ nhưng mà bù lại thì cái màn hình đẹp nha. Đặc biệt là màn không lưu không ám, máy thì em sẽ bao full chức năng. A90 5G thì mọi người biết cái độ trâu bò của nó rồi thì khỏi chê rồi. Pin cao, chế độ siêu tiết kiệm pin nữa. Với giá chỉ 2,8 triệu là có phụ kiện luôn rồi nha. Thì quý khách hàng mua hàng thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp em, đó là 0971172105, hoặc có thể liên hệ trực tiếp vào Zalo giúp em. Nhưng mà Zalo thì nhiều lúc em trả lời hơi chậm, tại vì tin nhắn Zalo em rất là nhiều, nhiều khi là không có trả lời hết được nha. Ở đây thì bên em đang tạm ngưng nhận sửa hàng online, tức là nhận sửa hàng từ xa, tại vì đợt này bên em đang bị quá tải hàng hóa rồi. Cho nên những khách hàng nếu như muốn gửi hàng lên bên em sửa thì phải hẹn trước nha, tức là phải liên hệ hàng trước. Chứ tại vì đợt này thì hàng rất là nhiều, có rất là nhiều đơn, tại vì không biết là cái lượng khách hàng đến từ TikTok á, gửi hàng lên trên em sửa một ngày lên đó là 20-30 máy cũng có gửi lên bên em sửa, và một số cửa hàng ở tất cả các tỉnh cũng gửi lên trên em sửa, thì nhiều lúc bên em sẽ làm không kịp. Cho nên là tùy vào những mặt hàng thì bên em sẽ nhận sửa online khác nhau nha mọi người nha. Mọi người cứ liên hệ và cứ báo trước qua giùm em trước. Và nếu như những khách hàng mà đã gửi hàng cho em rồi thì vui lòng liên hệ cho em để cung cấp số điện thoại người gửi nha. Dạ rồi, em xin phép được kết thúc video trưa hôm nay ở đây. Rất cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian xem video trưa nay của em nhé.